Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa huynh Tư Hoàng, kính thưa toàn thể quý bà con trong nước và ngoài nước xa cùng gần kính mến, thì hôm nay được đủ nhân duyên Quốc Tạo được hội ngộ với huynh Tư để chia sẻ về những cái vấn đề xảy ra và sắp sửa xảy ra. Thì kính thưa bà con, thì ở ngoài vùng ngoài đó thì bà con cũng thấy rồi, thì nó đã lộ ra hết rồi, mình không còn cần phải bàn cãi nữa. Nhưng mà bàn cãi mình bàn như thế nào để cho bà con mình có lợi ích cho dân chúng mình, thì kính thưa quý vị, Đức Thầy có nói là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong thiên hạ thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Còn bên Tứ Thánh thì cũng cho biết là đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi non, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên, đổi Châu Đốc lại đổi Tịnh Biên, Thất Sơn lại đổi Hoa Liên Nhà Bàn, nó qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ dân giáo máu tràn thành sông. Thì kính thưa huynh Tư, thì hiện giờ thì những cái thiên cơ thời cuộc đã lộ ra hết rồi, thì xin huynh cho biết là có nhiều cô bác ở miền Nam cũng như ở Vũng Tàu, Hải Phòng, ở gần biển, vậy người ta hỏi chứ miền Bắc bị như vậy có bị nữa không, còn miền Nam thì mình có một cái tư thế chuẩn bị như thế nào không? Dạ xin huynh Tư chia sẻ giùm, xin thành thật cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ lễ phép con cung kính thầy. Thì vừa qua hiện đại Quốc Tạo có nêu lên cái ý đề, có nghĩa là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Thì nói chung ấy, cái cơ pháp này thầy báo tin cho mình biết, đời cùng là có nghĩa là nó hết, còn chẳng mấy năm là không có bao lâu nữa. Mà trong cái thời kỳ mà năm 39 khai sáng đạo, thầy đã đưa cái mệnh đề này ra rồi, báo tin cho mình thức tỉnh rồi. Thì năm nay 2024 rồi, vì vậy mà hôm nay nhất là bắt đầu cái năm Giáp Thìn này đó, thì lời tiên tri của Đức Trạng Trình ngài đó là tiên tri là 4 năm này nè. Đức Giảng Trình ngài nói là năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thi thi. Mà ngài tiên tri 4 năm mà mới có năm Giáp Thìn này là mới có, chưa được hết cái Giáp Thìn nữa, thì để thấy coi như là quá xá tưởng tượng rồi. Rồi các nước coi như là lũ lụt chứ bằng không tưởng tượng. Rồi vừa qua đây cái miền Bắc mình cũng vậy. Rồi giờ bây giờ hiện bây giờ là bão đang vô cái miền Trung nữa. Thành thử ra đó là cái chu kỳ này, cái năm Giáp Thìn này đó là bắt đầu vô là nạn tai dồn dập đó, sớm làng còn chi chứ không phải đơn giản đâu đệ ơi. Tại vì lời tiên tri của Đức Trạng Trình 4 năm mà mới có năm Thìn thôi, mà coi như là lũ lụt chứ mới có lũ lụt thôi đó, chứ chưa thôi có nhiều cái nạn tai lắm. Nhưng mà lũ lụt không đó thì thấy là không tưởng tượng rồi. Rồi bây giờ 2-3 cái cơn bão sửa sạn nó vô cái đất nước Việt Nam mình, nó vô đất liền nữa đây nè. Ý là vừa qua rồi đó, Hà Nội giờ vừa chưa có dứt nữa thì tới miền Trung rồi. Thành thử là nặng tay vô không dập. Vì cái chỗ này mà mới có năm Giáp Thìn không mà như vậy, rồi còn mà Thìn rồi còn Tỵ Ngọ Mùi cái nữa, còn 3 năm này là coi như là khủng khiếp nữa. Vì nó vô cái cơ coi như cái cơ tận diệt, mự phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thế bệnh. Mà mới có cái vô cái năm Giáp Thìn là bắt đầu vô cái sự việc là coi như nạn tai dồn dập rồi đó. Thành thử ra Đức Thầy mới nhấn mạnh là ngày mới là tiên tri cho biết là con rồng mới nửa gút nanh thôi, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng mới có nửa năm Thìn thôi, là thật sự là các nước bây giờ là thất thanh hải hùng rồi đó. Rồi mà Ngọ Mùi nữa, 3 năm nữa là còn khủng thêm nữa. Rồi đây có một cái thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số rồi. Dịch bệnh nó tái phát trở lại là thầy cho biết là lớp đau chết kể thôi vô số đó. Thì để thấy coi như đây là mới có dịch bệnh nó mới có tái phát bùng nổ, mới có giai đoạn đầu thôi, bước đầu nó phải tái phát lại thôi. Lớp nào là coi như nổi cái nước nổi, nhưng mà hai cơn bão sắp tới đây đó nghe, rồi coi chừng là bình địa nữa. Miền Trung, miền Bắc, miền Nam gì là cũng coi chừng hết trơn, tại vì đây là cái cơ tận diệt rồi.
thầy đã cho biết là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, thành thử bước cái năm Giáp Thìn này là nó đúng luôn là tiên tri, là can chi rõ ràng, giáp trời có thấy bình đâu, và ất đi chiến quả xâm vào tràn lan thì để thấy đây là rõ ràng rồi, nó nạn ta dồn dập rồi sớm làng còn chi. Thành thử cô những cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước cũng vậy, có trong cái chu kỳ cái thời kỳ này gán lo niệm Phật, gán mà sám hối ăn năn, chứ mình thấy là cái cảnh nó sẽ đã diễn biến rồi, coi như là khủng khiếp rồi, là mình biết cái chu kỳ này nó tới hay là chưa rồi. Đây là dịch bệnh mà nó tái trở lại là thầy cho biết là lớp đau chết kể thôi vô số, con số này không đếm được. Vừa qua rồi virus corona 19 đó thì chết không biết bao nhiêu rồi, rồi bây giờ dịch bệnh mà nó tái phát trở lại rồi, lớp nào nè rồi là lũ lụt bão tố phong ba, lớp nào sóng thần rồi sụp đất, rồi lớp nào chiến tranh nó bùng nổ lên, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi đó. Thì coi như lời tiên tri của Phật của thầy đã cảnh báo cho mình biết trước rồi, bây giờ chỉ có con đường thức tỉnh năng năng sám hối để nặng mà trời Phật thương xót còn cứu độ mình giữ được cái hội long qua qua đời thánh đức thượng vân. Rồi đây nè, đâu phải mà nước lụt lũ lụt này không đâu, còn đại hồng thủy nữa. Lời tiên tri của Đức Phật thầy ngài ngồi trên mỏ ông két mà có nước rửa tay. Rồi Đức Quỳnh giáo chủ thầy nói mấy cây dầu ở bên tổ đình mà ngập tới cái đọt đó thì thử hỏi tới chừng đó rồi mình, rồi nó cũng diễn biến bây giờ đấy nè, chứ không phải là nói là cái lũ lụt này không đâu. Thì hết cái bắt đầu qua cái giai đoạn này là chiến tranh bùng nổ, dịch bệnh tái phát, rồi đại hồng thủy, cuối cùng là sơn băng kiệt thủy, nó nhiều cái nạn chết lắm, hoặc là hổ lang ác thú muôn bầy nè, hoặc là gắn thơ tên gọi mặn trà xà nè, ông năm chèo xuất hiện nè, hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, đây là cái cơ tận diệt rồi, chỉ còn có con người mình biết ăn năn thức tỉnh ngoài đầu hướng thiện mới sống còn được. Hiền đệ quốc tạo ơi, chứ còn ngoài ra không có còn con đường nào sống đâu, không đâu, vì nó tới cái giờ rồi, tới cái giờ cơ trời đã định rồi, thành thử mình thấy bây giờ thôi. Nói chung là lũ lụt các nước bây giờ là phải nói là bình địa tơi tả, mà nói gần đây con cái coi như cách nay chưa được một tuần lễ nữa thì trước ngoài Hà Nội đó thì coi như là một cái bão lụt khủng khiếp, mà ở ngoài chưa mới vừa mới hơi hơi và đỡ vậy thôi thì bắt đầu bão vô miền Trung nữa, vô đất liền miền Trung nữa, thì để thấy cái này không tưởng tượng đâu. Thành thử trong cái chu kỳ này là nạn tai dồn dập đó. Hai nữa là cái năm Giáp Thìn này á, là cái năm Giáp Thìn con rồng này là con rồng thiệt đó, nói là năm Thìn mới thiệt là rồng đó, trong cho mùa khác muộn động ra sao mùa khác, có nghĩa là qua đời thánh đức á. Rồi cái thứ hai nữa là Đức Phật thầy Tây An này tiên tri là trung ương rồng lộn á, ê hề thay thi con rồng mà nó lộn lại đâu, không phải nói tưởng tượng đâu, hoặc còn mẹo nó hết rồng bay dơ dẫn, con rồng mà nó bay dơ dẫn được sao, mà con rồng mà bay dơ dẫn là con rồng này là con rồng là chúng sanh phải điêu linh nghiêng ngửa là lông trời lỡ đất. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với đệ nói về cái lũ lụt đó nha, đây là mới cái bước đầu nó cái lũ lụt thôi, còn cái chiến tranh thì ở ngoài Trung Đông với ở trong là châu Á mình chưa có. Vì cái chỗ này đó mình chưa có thấy, cho thật sự ra đó là bước năm Giáp Thìn này đó, ngài đã nói là rõ ràng giáp thời có thấy binh đao là thấy chiến tranh đó, mà ở ngoài Trung Đông chiến tranh rồi đó, rồi đây tới là Biển Đông nè, các nước châu Á nó bùng lên một cái nữa nè, dịch bệnh tái phát nè, lớp nào nước lũ nhà cửa trôi tiêu tan ở Hà Nội chứ rồi tổng kết chết gần căn ngàn, còn cái dạng mất tích mà chưa có biết con số bao nhiêu nữa đó, rồi có lớp nào bị thương nữa, rồi nhà cửa không còn, đặt các cửa cải gì tan quan hết,
Trời ơi, tới bây giờ có chu kỳ rồi. Hôm nay là Tư Hoàng đăng lên cái clip này của Hiền Đệ Quốc Tạo đó. Tư Hoàng cũng mong cầu cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, chu kỳ này mình thấy rõ ràng rồi. Cái khổ bài hồn nó sắp diễn biến tới rồi. Mà thầy đó, cái gì thầy cũng báo tin cho biết trước hết trơn á. Thảm với khổ ngày nay có mấy sợ mai sao nhìn thấy bài hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ toàn cảnh sông núi máu xương tha thiết. Cái lúc đó, cái lúc thầy khai sáng đạo là cái lúc đó thầy mới nói khổ với thảm ngày nay có mấy, là cái lúc đó đó, sợ mai sau đó, là cái lúc này nè, mà nhất là cái năm 10 đó, là thầy nói bài hồn khiếp viết thể từ đây nhắn gửi ra dọa chết thầy trời hạ năm giờ đó, mà từ tới đây tới đó là bài hồn không, cái hồn không còn đâu. Vì vậy là trong cái chu kỳ này, cái thời kỳ này đó, thầy nói nhiều khi nói về cái lũ lụt này đó, thầy báo tin cho biết trước, thầy nói ách trời nạn nước thình lình, người hung nó mãi chống kình với ta. Thầy nói ách trời nạn nước thình lình đó. Ông muốn bảo đâu ông bảo, là ông muốn lũ lụt đâu là ông lũ lụt đó. Mà bây giờ thế giới bây giờ nói chung là các nước bây giờ là người khủng khiếp rồi, nước nào cũng bị lũ lụt là khủng khiếp rồi, bị bão luôn, lớp nào bão lớp nào lũ, thì để thấy rõ ràng đây là cái cơ là tận diệt rồi, tới cái giờ rồi. Vì vậy mà hôm nay nói về bàn qua cái sự năm thành lũ lụt này không còn tưởng tượng đâu, để vì cái cơ, năm giáp thìn này là đây là cái cơ trời định. Tại vì hai cái giáp thìn vừa qua rồi cũng bị bão lụt rồi, cái giáp thìn này rõ ràng luôn mà không biết bao nhiêu trận bão trận lụt, thì đây là cái cơ thiên định, cái năm giáp thìn rồi, bởi ông bà mới nói năm thìn bão lụt đó. Tại vì qua hai cái giáp thìn vừa rồi ông bà đã mới thấy đã biết rồi, giáp thìn 1904 rồi giáp thìn 1964 rồi, vừa qua hai cái giáp thìn bão lụt thì tới cái giáp thìn này nó rõ ràng luôn, đây là cái cơ trời định. Thành thử chưa phải yên đâu, rồi từ đây nè tới đó còn mấy cơn bão nữa mà vô đất liền Việt Nam hai cơn bão nữa nè, đài nó báo tin cho biết trước rồi đó. Vì vậy hôm nay nói về qua cái vụ năm thìn này thì để ơi mình là coi như để mà để mình đàm luận sơ qua cho mình thấy được thôi, chứ bây giờ không còn gì nữa để nói, chỉ lo mà niệm Phật thôi để ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh Tư đã chia sẻ rồi. Thì cho để hỏi thì ở người ta ở Cà Mau, Vũng Tàu, Hải Phòng, tới gần biển đó huynh, rồi người ta có sự chuẩn bị gì không, hay là người ta muốn hỏi mình là liệu ở miền Nam mình có bị không huynh? Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua rồi á, thì Hiền Đệ Quốc Tạo có nêu lên cái mấy cái ý đề là gì, mấy người ở gần cái mà bờ biển đó, như Vũng Tàu, Cà Mau, rồi trong miền Nam mình có bị hay là không. Thì xin thưa với đệ đó, nói chung là ở đâu đâu cũng phải chịu cái cơ tận diệt hết trơn. Còn nhất là nói về các bờ biển á, bây giờ mình phải thủ, phải tranh thủ, chứ còn bão là nó đưa đưa vô ngay đó trước. Vì vậy hôm nay là nếu là giờ cái hành gian biển mà phải lúc nào mình cũng phải để mà bắt thời sự tin tức nghe, để chẩn đoán coi như là báo bão nó tới đâu là mình chuẩn chuẩn bị. Chứ còn mấy cái bờ biển thì lúc nào nó bão nó cũng phải đưa vô nghiêm vô trước rồi. Vì cái chỗ này mà thành thử ra rồi trong cái miền Nam mình nhiều, để hỏi nhiều miền Trung, miền Bắc, miền Trung à, miền Bắc, miền Trung vừa rồi miền Nam mình có không, không có sao được, làm sao không có được, tại vì nói chung là cả cái thế giới luôn chứ không nói riêng về đất nước Việt Nam mà ba miền thì vừa qua rồi, để thấy coi như là đầu tiên hết là nước Nhật qua cái năm Giáp Thìn là Nhật nó bị sụp đất nè. Rồi kế đó Thái Lan bị là lũ lụt một cái muốn nhấn chìm đất nước Thái Lan nè. Rồi nước Nhật mà bị bão vô đất liền một cái là khủng khiếp nữa nè. Rồi tới đó là coi như Ấn Độ nè, là Bangladesh là cũng bị lũ lụt nè. Rồi là Bắc Triều Tiên cũng bị lũ lụt nè. Rồi Trung Quốc nè, nói chung là rồi là Philippines nè. Nói chung là tóm lại, nhưng mà các nước châu Âu, nước bên châu Mỹ cũng vậy luôn, cũng bị lũ lụt coi như lên 3-4 mét luôn, khủng khiếp luôn.
Thành thử đây là cái cơ thiên định rồi, để chứ đừng có nói riêng cái đất nước Việt Nam mình, miền Nam, miền Trung, miền Bắc vậy đó, cả thế giới bây giờ cũng phải chịu luôn. Ngoại trừ ra thì mình chỉ có là ráng lo niệm Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm, chớ phên sao mình niệm Phật, đằng sau này Phật mới cứu khổ nơi khói lửa thôi. Vì đây là cái cơ tận diệt đó. Nó tới cái giờ tận diệt rồi. Vì vậy mà hôm nay thành thử hiện đại nêu lên cái ý đề mà cô huynh đệ cô bác hỏi của miền Nam mình có hay là không, xin thưa là các nước ngoài luôn. Khắp thế giới cửa nhà tan nát thì thử hỏi đâu có riêng về cái đất nước Việt Nam mình đâu. Rồi cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu nữa. Thưa thớt quạnh yêu là chết hết rồi đó, chết muốn hết rồi đó. Còn cha xa mới còn người hiền đó, là đó là thưa thớt quạnh yêu. Rồi bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, hồi đó giờ nuôi dưỡng cưng mình, nhưng mà tới cái giờ này, tới cái giờ rồi, thành thế nay tận diệt lập đời trở lại, tận diệt độc lập là cái là lên cái đời tăng dân thánh đức, là lừa lọc những đứa con hiền từ đức hạnh qua đời thánh đức thượng quân, còn kẻ hung dữ gian ác đều bị tiêu diệt, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, hoặc là xử người tàn bạo vậy mà tại đây thành thế cái chỉ còn người hiền không à. Vì vậy mà hôm nay cũng như là xuyên qua cái ý đề hiền đệ quốc tạo lên nói là trợ, ví dụ là trong miền Nam mình có không, hoặc là quý huynh đệ cô bác ở gần bờ biển có ảnh hưởng gì không, xin thưa thì nãy giờ chia sẻ đó, cả thế giới đều bị hết, nước nào cũng phải khủng khủng khiếp luôn, chứ không thiên về cái miền Nam, miền Bắc, miền Trung đâu. Vì vậy mà hôm nay để cái ý đề này xin cho qua hiền đệ có hỏi gì hỏi thêm gì, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa huynh tư, kính thưa bà con, sự thật ra mà nói đó thì nó đã lộ ra hết rồi. Mà Đức Thầy có cho biết là đã thấy lộ cơ chờ báo ứng, diệt loài gian tìm kiếm con tiên, nợ hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Thì một đoạn giảng trên thầy muốn nói là hiện bây giờ nó đã lộ ra những cái nào là bà con thấy nè ha, những cái cụm mây nè, rồi nào là hai mặt trời nè đó, rồi hai mặt trăng nè đó, rồi lộ ra một cái con cá nằm ở trên cá bằng đám mây á, nằm ở trên mây mà cá lật bụng lên chết nữa nè đó, rồi én bay đầy trời nữa nè đó, rồi quạ bay đầy trời nè đó, nhiều cái rồi những cái cuộn sóng thần là bằng mây nữa nè đó, bà con thấy không, nó lộ ra hết rồi. Nào là Đài Đồng Tháp cho biết là sao chổi đã nổi lên từ 2 năm trước, mà bây giờ là đến chu kỳ của 2 năm rồi đó. Thì đến chu kỳ của 2 năm thì nằm ngay chân cái năm mà Huynh Tư Hoàng nói là cái năm Thìn Thìn Tỵ đó. Thìn Tỵ thì long dĩ xà đầu khổ chiến tranh nào quý vị, sẽ đến cái năm Thìn nè. Rồi thành thử ra là cái câu hỏi tiếp theo của Quốc Tạo hỏi được gì, cái câu Tứ Thánh nó cho biết là ếch ngồi đá giếng mắt trong, dịch nghe tiếng sấm cũng không biết gì, phai lang là với phai mì, đến khi tằng khở độ thì khẩu ta. Thì có nhiều bà con hỏi tằng là ai, mà tại sao trong giảng kinh đều nói tằng hoài vậy. Và có chỗ thì nói là tháng 3 bá tánh khóc ròng bị tằng nó giết máu hồng tuôn rơi, tháng 5 tháng 6 rụng rời, tháng 7 tháng 8 gã rời âm binh đó. Có chỗ thì nói là tằng khởi, thầy nói rất là nhiều về tằng nó. Rồi Tứ Thánh thì nói là dịch ếch ngồi đã giếng mắt trong, dịch nghe tiếng sấm cũng không biết gì, phai lang là với phai mì, đến khi tằng khởi độ thì khẩu ta. Thì xin hỏi huynh tư đó là tằng là ai, và Đức Thầy có cho biết là sau này mình sẽ bị giặc nào được không vậy huynh tư? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì vừa qua hiện đại quốc tạo có nêu lên mấy cái mệnh đề rồi trong Tứ Thánh, thì coi như là hỏi giặc tằng là ai, có nghĩa là giặc tằng thì coi như là Tứ Thánh ngài nói là phai lang lại với phai mì, đến khi tằng khởi độ thì khẩu ta, có nghĩa là đói, có nghĩa là đất nước chiến tranh hữu sự là đói, thành thử tới chừng đó là còn lo phai lang phai mì, mà coi chừng không có mà ăn nữa, hoặc là có ngài chỗ ngài nói là giao lang bông súng cũng xong, sinh có đỡ lòng khỏi đói thì thôi. Vì vậy mà nè, cái nạn đói này không thể nào tránh khỏi, là vì đất nước chờ hữu sự chiến tranh là phải đói thôi, còn giặc tằng là giặc miên, tằng là miên, đến khi tằng khởi đó, trong cái bài Lụy Tam Châu đó, tằng ban hậu hận tiêu diêu động đó, là tằng ban là tằng là miên, ban là nước miên,
Hậu là sau này nó hận mình. Ừ. Vì vậy mà hôm nay mà đã khoái mà hận, mà nó hận mình rồi nó chỉ gây cái thù oán chiến tranh, nó nhiều cuộc lắm. Có nghĩa là thầy nói rõ ràng là mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Có nghĩa là trở lại cái mệnh câu đầu đó, thầy nói mai sau nhiều cuộc đất cày, mà chữ đất này là hồi trước đó đức thầy mới hỏi thầy, thầy mới nói là lại hỏi cái là cái ông nhà nho đó, hỏi ổng rồi ổng giải chữ đất là sao, thì ổng giải đất là thổ, mà thổ là miên. Vì vậy mà thầy nói cái ý đề này là sau này nhiều cái trận giặc miên nó nổi dậy, nó đánh Việt Nam đánh là để rồi hiện bây giờ miên nó đang là kết tụ với Trung Quốc nữa, bây giờ nó đâu có sợ mình đâu. Thành tử nó muốn đánh mình giờ nào nó đánh, mà nó hăm hoài là thế nào đây nè, qua cái bắt đầu này cuối cái thành này đó nghe đệ, mà lọt qua là cái năm tỵ mà cái tháng 2 rồi đó nghe, là coi chừng. Ở đây là sinh thật là căn cứ theo cái lời tiên tri của Đức Trạng Trình, gọi là xác thực luôn đó, là nghe là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh đó, Long là rồng là Vĩ là đuôi, xà là rắn, là đầu, là đầu con rắn đó, là hết cái năm 24 Giáp Thìn này là bước đầu qua cái năm tỵ này đó, là coi như là Châu Á là bắt đầu là bùng nổ chiến tranh đó đại ơi. Không thể nào lời tiên tri của Đức Trạng Trình với các ngài tiên tri họ từ xưa đến nay không có di không có dịch đâu, không thể nào mình tránh khỏi. Đây là xác thực rõ ràng là giặc Trần là giặc miên. Trần ban hậu hận tiêu du đổng, thành thử là thầy nói Trần là miên, ban là nước miên, sao hậu là sau này nó hận mình đó. Vì vậy mà thầy cho biết là mai sau nhiều cuộc đất cày, có nghĩa nhiều cuộc trận giặc trận lắm, cái trận Ba Chúc đó là nó mới có là nó khều mốc thôi, rồi đây là bắt đầu mà bước qua cái năm Giáp Thìn tới hết cuối năm Thìn bước đầu cái năm Tỵ này đang nghe là giặc miên là chưa gì hết, mà nó tính cái kế, nó đọc nó đào cái kinh Phồ Nam đó, là nó tính là nó vừa giết bằng kinh tế mà rồi nó vừa giết mình bằng là vũ khí luôn nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Muốn là coi như là nó thù nó hận mình mà làm sao mà tránh khỏi, mà lời các ngài đã tiên tri rồi, Tần Bang hậu hận hoặc là giặc Tần mà nó khởi thì tất nhiên nó đánh. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với đệ là không thể nào là nó không có đâu đệ ơi, nhưng mà chẳng qua là cái năm Giáp Thìn này là nó chưa tới cái ngày nghe. Rồi cuối cuối cái Thìn này là đầu đầu cái Tỵ này là bắt đầu coi chừng một thằng Miên này. Không thể nào mình tránh nó khỏi đâu, nhưng mà có chỗ là nó qua đó nghe, là thầy nói là phồn hoa đô hội lưu văn quyết đó, hay hoặc là Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa đó, là ba cái châu này đó là bắt đầu là gì Lỵ Nhỏ Xa là chết à. Thành thử ba cái châu này đó nghe là coi như là cái tuyến đường của nó bước đầu qua đó, nó qua là giặc giặc Tần nó khởi đó, nhưng mà cuối cùng nó cũng ác quá đi rồi, nó đi có lời Phật thầy ngài tiên tri đi có cũng về không, sau này nó cũng hết nó không còn. Nhưng mà cái lúc nó đi nè mà mình là coi như là gối nó khổ với nó, tại vì cái là cái giặc này nó không có từ ai hết trơn, già cũng giết mà vừa cũng giết, trẻ cũng giết, con gái thọt của mình mới cái trận Ba Chúc vừa qua rồi thì mình thấy, mà thậm chí nó với nó mà còn nó còn chính sách diệt chủng đó, thì thử hỏi nó với Việt Nam mình nó có từ không. Rồi trong khi đó hiện bây giờ có Trung Quốc nó cũng lăm le nó đòi muốn chiếm cái đất nước Việt Nam mình, thì đây thấy đây là rõ ràng không thể nào nó không có khởi sự chiến tranh được. Vì vậy mà hôm nay mấy cái mệnh đề này hiền đệ đưa lên thì coi như đây là để mình đàm luận sơ qua, là chắc chắn là 100% để không thể nào chạy khỏi gì lời tiên tri của các ngài rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, hiền đệ hỏi gì hỏi thêm đệ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh Tư. Thì vừa qua huynh cũng cho biết là cái cơ cuộc của chiến tranh đó thì nó nằm là theo như cái lời tiên tri của các vị thánh nhân là nó nằm vào cái năm cuối năm Thìn và đầu năm Tỵ. Thì theo cái dự đoán của mình
thì trong cái cơ, nhưng mà cũng theo như một bác đạo được biết đó, thì cái con người ta chúng sanh đó là người ta là làm hiền mà niệm Phật thì cái thanh nó nhiều, thì cái đẩy lùi cái trược thì có thể là nó kéo giãn ra. Còn mà cái con người ta mà ác nhiều quá, mà cái niệm Phật ăn chay hoặc là làm lành nhiều quá, ít quá, thì nó sẽ cái thanh ít thì sẽ đẩy cái trược, nó đẩy lùi cái thanh ngược lại, thì nó sẽ đến nhanh hơn nữa. Đức thầy có cho biết là máy thiên cơ mỗi phút mỗi giây nẻo thành si, như thể tên bay đường dinh dục buổi mai một lát, thì vào cái những cái thời cuộc như thế này thì theo như đệ nghĩ thì cái người trượt đó nó nhiều quá trong một cái xóm của mình thôi, khỏi đi đâu nói đâu xa, mình lấy tay mình quơ một vòng thử coi có bao nhiêu người tu đến cái đầu móng tay thôi. Còn mà cái việc mà cái người mà hung ác thì đầy hết trơn, mình nghĩ mình ra đường lộ thôi nè, mình đi tới đi lui mà mình đụng người ta thôi, mà chưa có đụng nó nghe, mình người ta chỉ dòm mình thôi, mà mình dòm nó thôi là người ta muốn mình đó, còn người ta hung dữ vậy đó. Và hỏi huynh sao mà cái cuộc cơ cục nó không đến nhanh được đó, thì có người thì nói là 12 năm sau nữa mới đến cái sự kiện, nhưng mà theo như đệ biết thì nó đã bước vào lần lần rồi đó, nó bước vào từ cái nửa năm công là nó bước là lần lần vào đó. Thì ở ngoài kia ngoài thì tự động cái nó sụp đất rồi sụp đá xuống rồi lỡ nước nước dâng lên rồi xả lũ dâng dâng, rồi chẳng những vậy rồi còn có hiện tượng lốc xoáy nữa. Rồi nó rồi bây giờ miền Bắc nó thì tới miền miền Nam, miền miền Tây nữa đó, ở miền Trung đó. Rồi bây giờ thì nó lần lượt nó sẽ nước ở ngoài rút thì gì đâu, thì gì đây chứ gì đâu, chỗ nào mà chưa có nước thì nước sẽ rút gì đó. Nó thì đơn giản vậy thôi, thì cho nên là ở đây chúng ta cũng nên phải cẩn thận để đề phòng 100%. Với hai nữa là chúng ta phải niệm Phật ăn chay, đang có cái áo giáp phước đức thì tới đó Phật gia hộ cho chúng ta. Thì xin hỏi huynh đó là mình nếu mà giặc giả hoặc là nước lũ dâng lên đến chỗ mình như vậy đó, và huynh hữu hình và vô hình lánh nạn như thế nào, huynh có thể trả lời cho để biết, đừng để cho bà con cùng biết luôn huynh. Dạ cảm ơn huynh, Nam Mô Di Đà Phật. Thì vừa qua hiện đệ Quốc Tạo nêu lên những cái ý đề này đó là nó chính xác rồi đó, là vì cái chu kỳ này là cái cơ tạng diệt à, thành phải ra là tới cái ngày giờ rồi là thành thử ra những cái nhân quả nghiệp lực của chúng sanh là phải trả thôi à. Thử hỏi bây giờ đó thì coi như là hiện đệ thấy thế giới trên cái cả đất nước cái cõi ta bà này được bao nhiêu người tu, 10 phần mà chết hết 9 nó mẹ đây, 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1, thành thử ra biết rằng là thầy nói là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay á, nếu thành phi như thể trên bay đường dinh nhục của mai một lát, đây là cái cơ thầy đưa ra là những cái con người là nói về cái dinh nhục là có không mấy hồi, đừng có thấy vậy mà mình là lên nhiều anh hùng anh bá rồi mơi mốt hết thời tới cái giờ rồi thì cũng phải bị tiêu diệt. Vì vậy mà hôm nay để nói qua mấy cái ý đề này đây là xác thực rồi, để tại vì cái ngài đã báo tin rồi, Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, thành thử ra bước qua cái đầu cái năm tỵ này là bắt đầu lời tiên tri của Đức Trần Trình từ xưa đến nay là không di không dịch, mà luôn cả Đức Phật thầy Tây An các ngài luôn, là thậm chí là thầy Đức Quỳnh giáo chủ cũng vậy, đâu có tin được đâu. Lời Phật đó đã biết trước, đã báo tin cho mình biết mà không có sao được. Còn ví dụ nói là 12 năm nữa xin thưa để mà nói đó nghe. Nó cái nào virus virus corona 19 không à. Tự nhiên là bệnh chết cả một cái thế giới vậy sao? Chứ không phải nó tới cái giờ sao? Đó là vô cái giai đoạn đầu để cảnh báo thức tỉnh mình đó, mà mình còn không thức. Còn cái năm Giáp Thìn này xin thưa để mà nói nạn tai dồn dập rồi. Rồi đòi chờ gì mới chờ cho nào hết rồi mới mới tới hay sao, có nghĩa là chờ mà từ đây tới 4 năm nữa chết hết trơn rồi là mà đời mới tới hay gì. Vì vậy mà hôm nay xin thưa đừng có mơ hồ lưỡng lự nan nghi, thấy ngoại cảnh này là mình biết cái đời nó làm sao rồi đó, là coi như là lũ lụt bây giờ là cả muôn cả cái thế giới luôn, các nước đều bị lũ lụt rồi, lớp nào sụp đất, lớp nào sóng thần, lớp nào chiến tranh, còn ở Trung Đông nè rồi dịch bệnh nó tái phát nữa. Rồi thử hỏi rồi chờ chờ chừng nào 12 năm nữa mới tới. Nếu 12 năm nữa coi chừng không còn thấy người ta.
chứ đừng nói mới tới. Đã nói là cái năm Giáp Thìn này ngài đó tiên tri can chi rõ ràng là coi như là giáp thời, có thấy binh ra là bắt đầu Giáp Thìn, hoặc là thầy cho biết là con rồng mới nửa gút nên thôi. Mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, hoặc là năm Thìn mới thiệt là rồng, con rồng này là rồng thiệt đó, không còn con rồng nào nữa đâu. Tại nó chờ cái Giáp Thìn nữa tới 61 năm nữa mới tới cái Giáp Thìn nữa. Rồi bây giờ tới cái Giáp Thìn nữa, 61 năm nữa mới tới hay gì? Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước đó, nó chết kêu bằng là không biết tưởng tượng rồi. Cũng vừa qua rồi đó, nó trong cái đất nước Việt Nam ngoài miền Bắc này, nó khẳng định là miền Bắc đó, đâu phải là lũ lụt bão tố không. Rồi núi ở trên nó lở xuống nó chết cái làng lũ làm gì đó, là chết cái là hết một làng đó đó, 100 mấy cái nóc nhà nó ở trên mà nó sập xuống rồi cái là chạy không kịp. Thành thử là thầy cho biết là nạn tai dồn dập là hết này tới kia, hết kia tới nọ. Xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, bây giờ ráng lo tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật mới còn được sống sót nối đời, chứ giờ này mà còn lưỡng lự nan nghi cái gì nữa. Giờ này tới hay là chưa tới cái gì, đã chết là muốn tiêu diệt hết trơn là các nước thế giới. Bây giờ phải nói là gung ginh, nội có một cái lũ lụt thôi, rồi sóng thần, rồi sập đất, nói bao nhiêu đó thôi, chứ chưa có không chưa có nói về chiến tranh dịch bệnh. Còn dịch bệnh vừa qua rồi như virus corona 19 cả cái thế giới này đều là phải nói là điêu linh, chống nổi không, có ai ra đỡ được không, hay là chết không, một nước chết rồi mấy chục ngàn không. Thành thử ra có là quý vị nào mà nói là chưa tới là coi chừng gán lo niệm Phật đi. Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu đó, đừng có thấy xa. Cái chu kỳ này, cái năm Giáp Thìn này nó vô cái cơ thiên định rồi mà không tới là sao? Mới có nửa năm Thìn thôi. Mà thầy nói là thất thanh hải hùng, thất thanh hải hùng là con người quá sợ, thấy cái cảnh tượng chết chóc đó, hoặc là thấy cái cảnh khổ đó, nó diễn biến ra thành nữ con người hải hùng, con người quá sợ, hoặc là cái người mà chứng kiến trong cái cơn bão đó, lúc mà mình ở tại cái chỗ đó đó, thành thử là hải hùng, mấy hải hùng. Còn bây giờ mình ở xa cơn bão hoặc bão chưa tới, mình đâu có, mình chưa có hải hùng. Vì vậy mà mình coi, mình cứ ngỡ là không có. Mà những người, người ta cũng như là bị tự nhiên mà nước nó tràn lên, nó ngập lên cái 4 mét, 3 mét như ngoài Hà Nội như vậy đó. Ở ngoài mà hiện giờ như lúc thời gian trước, cách nay mấy ngày trước đó, ngoài Hà Nội đó. Rồi có khi đang ngủ như vậy, ở trên núi nó lỡ xuống, nó đưa lên cái nào làng nũ, làng gì đó, chết cái 100 mấy, tiêu diệt 100 mấy nóc da nữa. Mình ở đó đó, mình mới hải hùng. Thành thử mình không ở đó, mình chưa hải hùng, nhưng mà không phải ở đó rồi đâu. Rồi từ từ là nước chảy lâu đâu cũng tới hả? À, tại vì mà vừa rồi thì thấy đầu tiên là trong đất nước Việt Nam mình là miền Bắc rồi đó. Rồi bây giờ vừa qua rồi mà vừa miền Bắc rồi cũng chưa có là vui ngoa gì hết, là miền Trung là tới nữa rồi, bão tới nữa. Rồi miền Nam mình tránh khỏi sao? Chạy đâu? Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ đó, gán bây giờ mình chỉ gán biết là miền gán niệm Phật. Thực tế bây giờ đó nghe Tư Hoàng xin thưa để mà nói, bây giờ không tu mình cũng phải tu nữa, không hiền cũng phải làm hiền nữa, làm hiền là Phật mới cứu mình, trời Phật mới cứu mình. Thầy lãnh sứ mạng trời, thầy đã bài khai rồi, cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Rồi bây giờ mình, ví dụ mình tu mình không đắc đạo, mình cũng được nhờ cái ơn cứu độ để giữ cái hồi long qua qua đời thánh đức thượng quân nối đời sống 15.000 năm nữa. Rồi để cứu chiếu nữa đây, mình không thức tỉnh, không hoài đầu, không làm hiền, rồi không ăn chay, không niệm Phật, thì có thử hỏi cái cơ tận diệt mình chạy đâu, trốn đâu. Bao quá mình lánh né là một cái giai đoạn nào đó thôi. Nhưng mà nó nhiều chuyện, nạn tai dồn dập á. Thầy nói nạn tai mà nó dồn dập hết này tới kia, hết kia tới nọ, bao quá tránh cái này thì cái kia nó tới. Ví dụ như bây giờ đại hồng thủy rồi mình trốn ở đâu? Hoặc là sập đất rồi mình chạy ở đâu? Giờ cứ có con đường là chạy vô lục tử. Quốc đạo xin mến chào bà con cô bác trong nước và ngoài nước xa cùng gần kính mến. Thì hôm nay cũng đủ nhân viên quốc đạo lại trở lại để phục vụ quý bà con. Thì hôm nay thì những phần thuốc quý giá của mình quốc đạo đã chuẩn bị sẵn hết. Thì để đi vào chương trình để thôi là mất thời giờ. Hôm nay thì kính thưa bà con,
ở ngoài vùng ngoài hiện giờ lấy dầu quốc đạo rất là nhiều và ruột sao bóp thì bão tố rồi làm cho nước nó nhiễm độc, nó bị nào là xác chết của động vật, chưa kể là những cái chất thải nữa, rồi cuốn theo những cái gì mà dơ giấy cuốn theo hết thì nó làm cho môi trường nó dễ bị sinh ra bệnh. Nào là những cái bệnh mà giống như hiện giờ nó có loại một cái dịch bệnh mà lúc trước thì có dịch bệnh là bạch hầu, sau đó thì có dịch một cái dịch bệnh là nóng lạnh, thì bà con chợ ui là bà con bị nóng lạnh, ui nóng lạnh thì cái đó cũng là một cái dịch bệnh. Hôm nay dầu quốc tạo cũng đã nghiên cứu tất cả là 19 vị thuốc bắc, tính luôn 4 vị hương đó là 19 vị thuốc bắc, thì hôm nay cái dầu quốc tạo sẽ ngừa được những cái bệnh đó, ngừa bệnh nha. Còn ví dụ như quý vị có cảm mạo nhẹ thì quý vị xong lấy dầu quốc tạo xong muốn cái gì hít vô cũng hết luôn nữa, rất là tuyệt vời. Thì đây không làm mất thì giờ bà con, thì cái chai dầu này là chai dầu diêm son ngừa covid của quốc tạo đã chế ra, gia truyền chế ra. Thì ở đây qua quá trình nghiên cứu học hỏi của nhiều người thì hôm nay cái loại dầu này nó được tăng lên 19 vị thuốc bắc, và những vị thuốc bắc trong đây nó giúp cho bà con rất là nhiều ý nghĩa, cũng giống như là hiện bây giờ là trị diêm son, rồi ngừa các bệnh ở ngoài không khí, ngừa bệnh ho lao, ngừa bệnh hen suyễn, ngừa bệnh nóng lạnh, ngừa được bệnh bạch hầu luôn đó. Thì như vậy thì qua cái quá trình đó đó thì chai dầu này nó được nâng cấp lên rất là cao độ luôn quý vị, và nó có ở dưới đáy dầu này, nó có một lớp đục đục. Thì ở dưới đây thì bà con thường nói là cặn, nhưng thật sự ra cái này không phải là cặn dầu, cái bản chất của nó là nó trong vắt à. Nhưng ở đây có tạo để thuốc xay thuốc bắc, có tạo để vô thì chai dầu nó có nên những cái mợn mợn ở đây khi bà con dùng, bà con lắc nhẹ gì đó. Những bà con nào có đi mà ra ngoài vùng ngoài bắc á, ngoài bắc ở ngoài vùng ngoài mà chỗ mà động đất rồi sóng thần rồi đó quý vị, hay là chỗ mà sạt lở đó, thì quý vị có đem dầu quốc tạo ra ngoài để cứu trợ cho bà con. Thì hiện qua giờ quốc tạo gỡ đi tổng cộng là 10.000 chai ra ngoài để cứu trợ. Còn cái phần quốc tạo tiếp cho lẻ là hết 1.000-2.000 chai là bình thường, còn quốc tạo đặc biệt là đã gỡ 10.000 chai ra ngoài để cứu trợ cho những bà con. Có nghĩa là những bà con này sức dầu vô thì nó sẽ giống như cái mùi mà xác chết đó, những cái mùi mà bẩn đó, thì nó sẽ ngừa được cái bệnh. Hiện giờ bà con ngoài bệnh rất là nhiều luôn đó. Đó thì ngoài ra, ngoài cái việc ngừa không khí, ngừa tất cả các bệnh không khí, còn ngừa được cái bệnh đó nữa đó quý vị, ngừa được các cái bệnh giống như là ho lao, hen suyễn, nóng lạnh, rồi bạch hầu, rồi nhờ covid vân vân. Thì ha, mình sẽ cho lón qua cho qua phần dầu. Còn ở đây là cái keo dầu quốc tạo ngâm. Cái keo này là tổng cộng là keo thứ 10, thì bà con lấy cái keo này là cái keo thì là được trên 4 tháng. Cái keo này trên 4 tháng là cái keo thứ 10 rồi đó. Này có để số 10 luôn nè. Thì quốc tạo đã ngâm tiếp tục 3 keo nữa rồi để phòng ngừa theo. Thì có số bà con đã lấy dầu này sử dụng rất là thành công, cho nên quốc tạo đã gắng sức để làm. Thì quý vị biết mỗi lần ngâm như vậy là tốn kém rất là nhiều, và mướn dân công làm cũng rất là tốn kém luôn. Nhưng mà vì cái lòng từ bi, dầu bây giờ lên tới 5.000 chai, quốc tạo vẫn để bà con 4.000 chai bình thường vậy đó. Cho nên cho bà con và để cho bà con dùng thôi, rất là thành công trong cái cuộc sống. Quốc tạo sẽ lón ngang ha, tại sản phẩm nhiều. Còn cái chai thuốc này là chai thuốc nhỏ diêm son. Thì nhỏ diêm son này đó, bà con bị diêm son bà con nhỏ vào thì đó, nó sẽ làm lành da, khử mùi và sẽ hết bệnh diêm son ha. Còn ngoài ra nó còn trị được bệnh thối lỗ tai, lùng bùng lỗ tai luôn. Còn cái chai này là cái chai ngứa. Thì cái lọ ngứa này đó là cái lọ ngứa này đó là cái lọ sẽ tổng cộng là 23 vị thuốc bắc, và nó được nâng cấp lên rất là mạnh luôn. Hiện giờ trong những chùa, trong những ban trị sự lấy rất là nhiều luôn. Những anh em đi làm những cái nơi mà có bị nước đó, quý vị bị lông ben, lắc biến, lắc đồng tiền, nó mân cái chân, cái tay, kẻ lỡ u nhọt, nứt tay, vẫn ho được bình thường. Đó, đi rất là thơm luôn quý vị, mở ra nó thơm mùi dầu dừa hực hực quý vị, dầu dừa nguyên chất á. Bà con tho mà lỡ nó dính vô miệng, bà con liếm luôn không sao hết trơn ha. Nó rất là tốt cho da thịt của mình luôn. Nó núm ngoài da là đều tho được hết ha. Cái loại này là bà con ngứa cỡ nào, bà núm da cơ địa ngứa cỡ nào là tho cũng hết chứ. Nứt tay nứt chân luôn. Tiếp tục là chai nhỏ mắt. Thì chai nhỏ mắt này trong thời gian gần đây nhờ có những cái vị mà đã phản đối trái chiều đó, nói là rượu làm ngâm bằng rượu thân nhỏ vào con mắt đó, bị đuôi mắt đó, thì bây giờ hiện giờ quốc tạo đang ngâm bằng rượu và đã
hiện giờ rất là nhiều bà con nhỏ rất là hết bệnh luôn, không còn không cần đi mổ nữa. Thì ở đây bà con đã rất là tin tưởng Quốc Tạo và đã đặt mua rất là nhiều luôn đó. Cái một loại nho mắt này chỉ có 4.000 thôi, rất là dễ luôn, nhưng mà đặc biệt là những cái thành phần làm trong đây thì bà con cứ điện lên Quốc Tạo, Tạo sẽ nói cho bà con thành phần rất là hay luôn. Còn mỗi lần mà để lên đây để cho bà con xem thì Quốc Tạo lúc nào cũng nhỏ hết trơn á. Đây là bà con, Quốc Tạo cắt sẵn một chai này, bà Tạo nhỏ cho bà con xem ha. Nó chỉ mây cờm, mây thịt, mây mù, lem lép mắt, cận mắt, mắt hột, mắt đỏ, mờ mắt. Đó, bà con nhỏ vào, nó gác tầm cỡ 15 giây mà đói Quốc Tạo thì nó không tới 15 giây quý vị. Nó tầm cỡ 10 giây Quốc Tạo nhỏ nhỏ thêm một bên giọt nữa là một bên hai giọt quý vị. Nó không có nó nhỏ quen rồi, nó không có còn gác nữa quý vị. Nó Quốc Tạo nhỏ một bên hai giọt đó. Thấy không? Chưa tới 10 giây nữa phải không? Đó. Là nó chị quý vị mở mắt ra rất là sáng mắt luôn. Đó này Quốc Tạo chùa những cái mà dư ra đó. Đó. Thì bà con bị mây cờm mây thịt mà người ta kêu đi mổ đó thì thôi mình đừng có mổ, mình cứ nhỏ một liệu trình như vậy là 4-5 lọ như đó là mình gom, nó gom mây lại đó. Ở đây là cũng 80% bà con gom mây lại đó. Thì thuốc nhỏ mắt này làm rất là khó quý vị, làm rất là khó, chờ không nắng là làm không được đó, có chờ nắng phải đem ra ngoài nắng lắc cho nó tan ra đó, rồi một ngày nào cách một ngày là phải lắc một lần nữa. Tiếp tục là cái chai rượu so bóp. Thì cái rượu sô bóp này hứa quý vị luôn là chỉ có gia đình của nhà họ Quốc Tạo mới có thôi, Quốc Tạo, Quốc Cường, Quốc Thành chỉ có ba cái người này mới có thôi, còn ngoài ra là không ai có cả, không phải không có nguyên liệu. Nhưng mà cái loại này nè là chúng tôi đã kết hợp rất là nhiều thứ trong đây, hiện giờ nó lên tới 25 vị thuốc bắc rồi, là nó kết hợp vô nào là băng phiến long não nè, nào là bạc hà băng Ấn Độ nè, 1 kg 2 triệu nè, rồi nào là rất là nhiều vị thuốc bắc trong đây đó, có to có đầy đủ luôn. Thì trong đây được kết hợp của 4 vị thầy mới làm được cái chai rượu này. Chai rượu này đặc biệt như thế này, quý vị thoa vào chỗ nhức, chỗ mỏi thì trong vòng 30 phút nó sẽ giảm đau từ 70-80%. Đó, rồi nó có chất điều trị cho bà con, điều trị từ từ từ. Quý vị buổi sáng đi chặt răng, chặt chân, thoa vô, buổi chiều quý vị đi lợi bình thường. Đó, như vậy nó mới là hay quý vị. Còn quý vị nhức răng, thoa dưới, nhức trên, thoa trên, lấy nè cha, lấy một gòn chấm vô nhét vào cái răng cũng hết. Rồi quý vị ban đêm ngủ quý vị thoa hai gần cổ này, quý vị thoa trên xương sống, quý vị ngủ rất là khỏe luôn đó. Những người mà ngủ không được thoa cũng ngủ được luôn, rất là hay. Cái chai rượu sô bóp này tuyệt vời lắm quý vị. Nó là cái rượu sô bóp này khi mà độc nhất vô nhị đó quý vị, chỉ có nhà họ Quốc Tạo mới có thôi, và dầu này Quốc Tạo ngâm ra mới có thôi, chứ không có loại dầu nào vậy đâu. Có nhiều bà con cô bác nói ủa dầu trắng tốt. Dầu trắng là nó là mớ ban đầu vô là mình làm là thành là cái nước trắng, tức là dầu trắng nó không hương vị, nó không có gì hết, nó chỉ có bạc hà băng thôi, bình thường thôi, nó hương vị bình thường thôi. Còn đây mình ngâm vô thêm 16-14 vị, 15 vị thuốc bắc rồi 4 vị hương nữa, quý vị nghĩ coi chúng tôi tốn tiền biết bao nhiêu. Nhưng mà mình đâu có nghĩ chuyện đó quý vị, nhưng mà cái dầu trắng là hứa với quý vị là dầu trắng không tốt, 100% không tốt. Còn những cái mà nhìn giống như những cái bà con mà nói tại sao em không dán tem vô, nói thấy không, cái tem á là Quốc Tạo dán vô một ngày 4-5 ngàn chai, Quốc Tạo dán sao nổi quý vị. Nhắn sao nổi cái đồng tiền tem đó là Quốc Tạo đã bỏ vào đây rồi nè, bỏ vào trong cái hương vị này, trong cái vị này nè, Quốc Tạo xe thuốc bắc bỏ đây nè, nó có gì thấy không, có lợn cợn nè, đó là cái đồng tiền tem của Quốc Tạo đã bỏ ở đây. Quốc Tạo tiết kiệm từng cái gia vị đó, đang để được có được cái sản phẩm tốt cho bà con, không cần tem, không cần gì hết. Quý vị sức vào hỏi dầu của ai, của ông Quốc Tạo, nó tốt, ok, sức khỏe tốt, không có tác dụng phụ, rồi được, đạt 10 điểm. Còn dầu của thằng A, thằng B, nó có tem, nó có tuổi không biết, nó là ca sĩ hay là nhạc sĩ gì giới thiệu không cần biết, nhưng mà lấy vào tem tuổi rất đẹp, cái chai dầu bắt bóng bẩy mà chú quý vị sức vào không hết bệnh, quý vị cũng không có qua lợi nữa đâu. Nó đơn giản vậy thôi, quý vị cũng không qua lợi nữa đâu, tại vì nó không hết bệnh. Còn Quốc Tạo nó tuy rằng cái chai nó thô sơ, nó không có gì, nhưng mà nó hết bệnh mới quan trọng. Và cái cặp thuốc này là cặp thuốc của Hồng Kông, vị thuốc bắc. Cặp thuốc này đó là uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần uống 2 viên, mỗi loại 1 viên. Cặp thuốc này là trị nhức mỏi thần kinh tọa đĩa đệm, gai cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn, bệnh tai biến nhẹ luôn. Đó là những cái bệnh, cái phần trong cặp thuốc này chị. Và hiện giờ phát hiện ra có những bà con của bác dợp bẻ lấy chai rượu này thoa vô kết hợp với thuốc này uống vô hết luôn đó, rất là tốt quý vị. Cặp thuốc này Quốc Tạo bán trên 2 năm nay thì bà con uống rất là hết bệnh rất là nhiều đó. Bà con bị sưng khớp háng nè, thấy không,
rồi mình đi đứng không được nè, đái rồi tháo đổ nè, uống vô bây giờ đi bình thường ra đồng làm ruộng làm rẫy luôn đó. Còn những cô bác mà đi lên lầu xuống lầu khó nè, vô lên cắm nhang khó nè, quỳ xuống lại khó nè, vô nhà tắm nhà cầu đi ra không được nè, ngồi xuống đứng dậy không được nè, nó ngồi quỳ lại công phu chút xíu nè là cũng bị mỏi nè đâu. Bà con uống cặp thuốc này vô hết hết những cả cái chứng bệnh mà quốc tạo vừa nêu ra tất cả hết. Nếu không hết điện lại quốc tạo sẽ một đền hai bồi thường cho bà con. Còn cặp thuốc này hứa với quý vị không có tác dụng phụ, không có đề xa. Nếu có đề xa bà con uống vô bà con sẽ hết bệnh rất là nhanh, nhưng mà bà con sẽ bị phù. Nếu tác dụng là nó phù lên, nó giữ nước, bà con sẽ bị giữ nước. Còn cái cặp thuốc này sẽ không có chất, ta không có tác dụng phụ, không có đề xa. Cặp thuốc này là 350 ngàn, cộng với cái combo quốc tạo gồm 5 món: chai rượu, 2 mắt, 1 ngứa, 2 diêm son, 3 dầu. Là một cái combo này, một cái combo này là 120 ngàn quốc tạo hỗ trợ cho cặp thuốc nhất 50 ngàn là 400 ngàn. Có nghĩa là một liệu trình 400 là liệu trình có cặp thuốc nhất, còn liệu trình 120 là liệu trình không có cặp thuốc nhất. Ở đây hộp thuốc này sẽ được hỗ trợ một cái combo này luôn, cái cặp thuốc T này. Thì đến đây sẽ giới thiệu trở lại cặp thuốc T. Hộp thuốc T này là T bì chi, chiên chỉ là tê tay, tê chân, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái, kém trí nhớ. Thì khi bà con những cái bệnh này thường thường đi chung với nhau từ 1 cho đến 2 bệnh, có khi 3 bệnh, có người đi luôn 4 bệnh. Đó, có khi thì rối loạn tiền đình tức là máu lưu thông lên não không kịp, nó làm cho tê tay, tê chân, nó làm cho ở sau lưng nó đau, đau vai gái tức đau chỗ này, nó tê mỏi chỗ này. Nó giờ kém trí nhớ, ra ngoài trước lấy đồ, ra sau lấy đồ, quên tới quên lui, cầm điện thoại lên không biết bấm cho ai chừng, cầm hoài. Đó. Thì ở đây là thuốc của Nhật Bản kết hợp với Việt Nam. Đó, thuốc này rất là tốt. Ở đây bà con uống hết bệnh rất là nhiều ha, thuốc tê bì chi. Rồi tiếp tục đó là hộp thuốc diêm son. Ở đây chúng tôi có hộp thuốc diêm son luôn. Thì có nhiều cô bác uống cũng đã hết bệnh. Bây giờ chúng uống diêm số uống thuốc diêm son này là không vô máy lạnh là bình thường luôn. Đó, không còn sợ máy lạnh nữa. Còn không còn ách xì nữa, không còn đau nhức đầu nữa. Còn lọ thuốc ngứa này á, còn cái lọ thuốc này là lọ thuốc bệnh chỉ. Bệnh chỉ thì có chỉ nội và chỉ ngoại, ở đây chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con luôn, chỉ nội và chỉ ngoại. Đó, cái đi chung với nhau vậy nè, cái này thuốc của Hồng Kông. Tại sao mà quốc tạo có loại thuốc quốc tạo là thuốc Bắc, thuốc của công ty, có loại thuốc quốc tạo là thuốc của công ty Việt Nam, có loại thuốc lại là nước ngoài. Tại sao vậy? Tại vì ở đây trong cái đầu quốc tạo đó là phải tìm ra những loại thuốc nào nó hay cho bà con. Nó hay cho bà con chứ không phải ở đây chỉ cái trưng bày thôi. Chúng tôi không chịu chuyện đó. Làm sao bà con uống hết bệnh, còn không hết bệnh thì quốc tạo phải nghiên cứu nữa chứ không có thể nào mà đứng yên được. Cho nên là thuốc quốc tạo nó đều có là nó rất là lạ. Nó có loại thì của nước ngoài có loại của gì công ty có. Cho nên là nó kết hợp với nhau, những thuốc nào hay quốc tạo mới đem vô tiêu dùng. Còn đây là thuốc dưỡng bì đan. Thuốc này là thuốc ngứa chị người có chức gan năng, gan suy giảm do viêm gan, sơ gan, mẳng ngứa, nổi mề đay, vàng da. Là thuốc này sẽ dùng cho lọc máu, lọc gan cho quý vị không còn ngứa nữa. Những cô bác nào ăn chay trường đó là thường bị là nhiều, chiếm tỷ lệ 80%. Đó. Tại sao biết vậy? Tại vì những cô bác mà đã bệnh, đã điện để quốc tạo, nói quốc tạo ơi sao cô ăn chay mười mấy năm nay, 20 năm nay mà cô ngứa quá con ơi. Cô ăn cái gì vô phải ăn trúng một cái là cô nổi sừng mịn chân đây. Cô uống thuốc này vô, hứa với cô không hết, con sẽ đền bù cho cô. Một, cô con đền hai cho cô. Ở đây chưa có ai uống thuốc quốc tạo mà không hết bệnh quý vị. Quý vị uống thuốc quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giái Phật Tổ Phật Thầy cho con tên gì đó, uống thuốc của quốc tạo người hòa hảo con hết bệnh, con sẽ tĩnh tâm tu hành. Đó là quý vị giái chánh đạo thì quý vị sẽ hưởng được cái lợi, cái ân ăn xá đó. Đó là chánh niệm. Quý vị cứ niệm Phật quý vị uống thì Đức Thầy có cho biết là giấy vàng xé nhỏ đành gành, để trên bàn Phật chí thành uống ngay, thánh thần phưởng pháp hồn bay, ở đâu cũng đến độ gài chúng sanh. Ở đây là thuốc ngứa nha. Thuốc ngứa là lọc máu gan, lọc máu thận luôn, rất là hay luôn quý vị. Tiếp theo là cái hộp thuốc giãn tĩnh mạch. Hộp thuốc giãn tĩnh mạch. Ở đây là có nhiều cô bác đã bị đi đứng do nhiều người lớn tuổi, gân mình nó giãn ra, nó phù lên, nó làm ra nổi gân xanh, nổi gân đỏ, có người nổi gân trong nữa, người nổi gân xanh mà nổi gân trong nữa, nghĩa là nó phù ở trong nữa. Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ nhu cầu đáp ứng cho bà con hết giãn tĩnh mạch. Đó, hộp thuốc này chúng tôi đã nghiên cứu và đã đem tiêu dùng cho nhiều người lắm, rất là thành công. Tiếp theo là hộp thuốc huyết áp. Hộp thuốc huyết áp này thì có hình của ông bà già đang ôm nhau hạnh phúc như thế này, là tức là huyết áp ông bà già đã ổn. Và khi mà mình nghe tin
con cái mình nó quýnh lộn quýnh lạ, hay là nghe tin con cái mình nó làm tầm bậy tầm bạ gì đó, mình giật mình hết hồn, tai nạn gì đó mình hết hồn, thì mình huyết áp mình sẽ tăng lên, tim mình đập mạnh, sẽ già, mình sẽ bị dễ là bán thân bắt tội, hay là tai biến mạch máu não mình chết đó, nhiều cái trường hợp. Nhưng mà ở đây thuốc này uống vô cái gì chứ không còn trường hợp đó nữa, huyết áp gì sẽ bình lại rất là tốt luôn. Cái gì tiếp theo là cái hộp thuốc thạch lâm thông, tức là cái hộp thuốc này nó trị sạn mặt, sạn túi mật, rồi sạn bình thường, rồi sạn bàng quang luôn, nó trị tất cả những bệnh sạn. Và nó có thêm cái lợi nữa là giúp lợi tiểu, hỗ trợ suy giảm do mắc sỏi tiết niệu, tức là nó sẽ giúp cho quý vị uống thuốc này vào, quý vị uống nước nhiều vô, nó sẽ thải cái cục xạ cái cục sạn ra cho quý vị luôn, nếu nằm ở vị trí thích hợp. Còn không thích hợp thì nó sẽ tan cái hòn sỏi ra, hòn sỏi của bà con đó. Thì ở đây những cái gì muốn tạo giới thiệu thì đã tạo đã cũng đã bản thân đã dùng, bà con đã dùng, và những vị khách đã dùng rất là thành công đó, đã báo cáo lại. Bà con nhớ kỹ, ai trong mình cũng có sạn thận hết, ai có tiểu voi là có sạn thận, thì sạn thận bà con nên dùng một hộp hai hộp để nó xóa tan sạn thận. Còn ai mà sạn thận cứng nữa, bự nữa, nhiều ly nữa thì điện thoại Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ chỉ thêm bài thuốc dân gian mình kết hợp là vừa uống thuốc dân gian và vừa uống thuốc Quốc Tạo sẽ hết bệnh. Đơn giản vậy thôi bà con. Mong rằng bà con hết bệnh để bà con cúng kiến tu hành. Còn đây là lọ thuốc ho. Lọ thuốc ho này đó là của Malaysia, gốc 100% có tiếng Việt Nam, hỗ trợ cho bà con tiếng Việt Nam, tiếng của nước ngoài để cho bà con đọc dễ đọc. Và ở trong đây là trẻ em dùng được luôn. Nó lọ thuốc ho này là thuốc ho trị ho đêm, ho ngày, ho lâu năm, ho đờm, ho gà, ho do hen suyễn, là điều trị hết tất cả bệnh ho hen, và giúp cho quý vị không còn thở dốc nữa, giống như thở vậy đó quý vị, là đó là thở dốc, nghĩa là thiếu oxy đó. Những ông bà lớn tuổi ưa thở gì là thiếu oxy, chúng tôi sẽ giúp cho bà con cái phần đó luôn. Là do bà con ban đêm tắm, ban đêm mình sẽ hạn chế là không tắm ban đêm nữa, và thời tiết thay đổi mình sẽ thở dốc lên đó. Còn thứ ba đó là bên cái phần phổi, phần phổi thì sẽ giúp cho bà con chữa lành phổi, giống như là bà con đã bị hậu Covid, hay là phổi trắng, hay là bệnh phổi gì đó, thì cái lọ thuốc này sẽ giúp cho bà con cái bệnh phổi luôn. Đó là giúp được ba bệnh đó đó, ho, tất cả bệnh ho, hen suyễn và bệnh phổi. Rất là tuyệt vời luôn bà con. Trẻ em uống được luôn nha, trẻ em uống được luôn. Trẻ em từ 2 3 tuổi trở lên uống được luôn. Tiếp theo là hộp thuốc tiểu đường, thì tiểu đường này là tiểu đường viên. Tiểu đường này là thành phần trong thuốc là gồm có dây thìa canh, câu kỷ tử, khổ qua, do giảo cổ lam. Thì cái hộp thuốc này là một lọ 30 viên thuốc của công ty Quốc Tạo, bán toàn thuốc Bắc hết ha. Cái nào bán cứ bán, cái nào tặng là tặng toàn thuốc Bắc hết, quý vị yên tâm. Và thuốc của nước ngoài hợp tác đó, thì được Bộ Y tế kiểm duyệt đàng hoàng, có tem có mọc đàng hoàng, đây có tem có mọc đàng hoàng, chống hàng giả đàng hoàng ha, tem bao bì đàng hoàng. Còn ở hộp dưới đây là hộp đường tán. Hộp đường tán này là cấu tạo từ những vị thuốc Bắc chúng tôi tán lại phơ khô đó, bà con dùng rất là tuyệt vời. Thì tiểu đường này nó khác với tiểu đường của thuốc Tây như thế nào, bà con thay thế tiểu đường này uống uống thay thế cho thuốc Tây. Thuốc Tây nóng ở đây mát, thuốc Tây biến chứng ở đây không biến chứng đó, thuốc Tây bình đường ở đây vẫn có bình đường đó. Nhưng mà đặc biệt là thuốc Tây, hết thuốc Tây thì đường nó lên lại, còn đây hết hết thuốc đường chưa lên, nó như vậy mới hay quý vị. Còn cái thứ ba là ăn được ngủ được mát mẻ đó, thì thuốc Tây sẽ không làm được chuyện đó. Thuốc Tây uống vô sẽ nóng rút người lại, thuốc này không rút, nó như vậy thôi là quý vị thấy hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Thì ở đây có cái chai mật ong, sớm giờ Quốc Tạo quên, ở đây là cái cộng hành ha, cộng hành nè, nguyên chân nó thế nào bà con thấy ha. Quốc Tạo sẽ bỏ vào cái hũ mật ong. Thì mật ong là nguyên chất, mật ong này là chúng tôi lấy từ ở trên Campuchia về, Campuchia nước bạn về đó, là gừng ở Campuchia nghe, chứ không phải gừng Việt Nam nghe, cái nào nói rõ. Thì ở đây là mật ong nguyên chất 100%. Thì mật ong này đó, nó bắt đầu để vào chút xíu nữa nó sẽ héo cộng hành cho bà con xem. Nó có hai cách thử, một cách thử là héo cộng hành bỏ trong vòng 5-10 phút, còn cách thử thứ hai tức là nó sẽ mình sẽ để vào một miếng lông đờn ở trong cái ly, giống như cái ly rượu vậy đó, chế nước vào một lóng tay mình quậy đều lên. Thì khi bà con uống vào mật ong thiệt thì nó sẽ ngọt bình thường, nhưng mà mật ong giả sẽ chua chua của bùi đường đó. Là cách hai cách thử rất là hữu hiệu.
Còn mật ong này nó có tác dụng gì thì ở đây quý vị ngâm với tỏi, quý vị ngâm với tỏi trên một tuần lễ, quý vị thoa vào cái chỗ bạch hầu, bệnh bạch hầu, đau cuống họng. Quý vị đau cuống họng, lỡ cuống họng, quý vị lấy mật ong chấp 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 vào cũng hết. Nó trị rất là nhiều bệnh luôn, huyết áp, tim mạch luôn, bao tử luôn. Thì ở đây buổi sáng quý vị lấy một ly nước sôi tầm cỡ ly đi ly cà phê mình vậy đó, 70%. Quý vị gót ong vào quậy lên uống cho nó vừa miệng mình. Và quý vị để 2 lát gừng, một miếng chanh nặn vào. Thì quý vị uống cho quắc gạo là buổi sáng 1 ly, buổi chiều 1 ly. Nó nếu có điều kiện, quý vị sẽ cảm giác được trong mình của mình nó rất là khỏe luôn, nó rất là khỏe, nó trị rất là nhiều bệnh luôn. Nó trị bao tử nè, nó trị tim mạch nè, nó huyết áp nè, đó rồi nó ngừa được nhiều bệnh nè, nó không đau phần cổ nè, nó giải được nhiều bệnh ung thư nè, rất là tuyệt vời. Mật ong này nó trị bách bệnh luôn quý vị. Quý vị uống vậy cảm giác được mấy người lớn tuổi nó khỏe, nó cực kỳ luôn. Nó trị nhiều bệnh lắm. Còn ở đây là cái chai dầu dừa nguyên chất. Thì cũng báo với bà con là dầu dừa nguyên chất này đó là chúng tôi có một cái cơ sở nấu ở tại Bến Tre. Thì tại sao mà Quốc Tạo đưa quý vị giá rẻ như vậy? Thì hiện giờ thị trường là bán 1 lít như vậy đó là 400, 450 vừa vừa lên giá luôn. Nhưng mà Quốc Tạo vẫn giữ quá bán cho quý vị giá 300 ngàn 1 lít. Là tại vì Quốc Tạo kèm theo những cái phần thuốc của mình đó đang giúp cho bà con hết bao hết bệnh đó. Với nữa hai nữa đó là mình là người đạo cho nên là mình cái gì mình cũng chắc lắm quý vị, cái gì cũng chắc lắm, rõ ràng và chất lượng đó. Cho nên là còn cái dầu dừa này nó có tác dụng gì quý vị sức vào những vùng ghẻ lở này kia cũng vẫn hết, sức lên da đầu luôn, thì làm cho ống mượt, hạn chế rụng tóc, hạn chế tóc bạc, giữ được cái tóc của mình ống mượt. Còn thứ ba là quý vị cạo gió cái lưng mình nó sẽ mát, nó không có nóng giống như dầu lửa hay là dầu khác mà nó ngứa, nó không ngứa luôn mà nó mát mà nên thuốc nữa. Cái thứ tư mới đặc biệt nè là các vị Nico đã mua một lần 5 5 lít 10 lít về, có cả mới hỏi mua nhiều dữ vậy cô, có gì không cô? Thì cô nói là cô mua về cô uống cho các Phật tử uống để thải chất độc. Thải chất độc ra thì uống vào sáng muỗng canh, chiều muỗng canh là quý vị uống một người bình quân là 1 lít là nó thải chất độc ra, nó thải đường cái đường đại tiện á. Thải cái đường đại tiện mình ra đó quý vị. Rất là tuyệt vời quý vị. Đó, tiếp tục đến sản phẩm đó là ăn được ngủ được. Thì ăn được ngủ được này đó, nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Ở trong đây thuốc này là thuốc của Malaysia, có để trong chổng luôn, có để là Malaysia in Malay luôn. Thì trong thuốc này có nhiều cô bác mua về mấy ngày đầu uống vào nó lừ đừ thôi, nó chưa có buồn ngủ nhiều, nhưng mà tới ngày thứ ba, tới lần thứ ba thứ tư uống vô bắt đầu là ngủ ok quý vị, ngủ thức dậy rất là khỏe luôn, chứ không phải là ngủ mà ly liệt hay là ngủ mà không biết giờ giấc, không có đâu. Thuốc này rất là an toàn và ngủ vô rất là khỏe, thức dậy ăn uống kích thích cho mình ăn uống. Trong đây có để là những cái từ ngữ mà ăn được ngủ được thì nó sẽ không có nằm trong đây, mà nó nằm nó đổi là một cái từ ngữ khác, giống như là ăn được thì là khai dị, còn ngủ được có nghĩa là an giấc hoặc là mệt mỏi, nó gì đó quý vị, nó sẽ dùng dùng một cái từ khác. Cho nên những bà con đã có mua thuốc này về thì Quốc Tạo đã có hỏi những cái nhà thuốc, thì nhà thuốc cũng báo như vậy đó, nó báo là thuốc này là bệnh là rất đặc biệt, nhưng mà loại này có loại giả và loại thiệt nha, có trong đây có báo luôn. Nhưng mà đối với Quốc Tạo thì bà con yên tâm, thiệt 100% Quốc Tạo mua tại công ty đàng hoàng chứ không có mua ở ngoài. Quốc Tạo sợ mua thuốc ở ngoài lắm. Còn cái hộp này là hộp viên tiểu đêm. Viên tiểu đêm này đó là có nó rất là đẹp luôn quý vị. Thì ở đây là nó sẽ chuyên trị về cái phần mà ban đêm quý vị thức đêm nè, rồi bắt đầu quý vị chúng ta đi tiểu 5 7 lần 10 lần đó. Quý vị thấy họ thấy cái hộp đẹp không? 5 7 lần 10 lần. Cái chai bằng sành luôn á. Rồi á mình tiểu đêm xong rồi đó bắt đầu là mình bị cái thận của mình đó quý vị, nó bị nó giống như là quý vị ở trong cái thời tiết mà lạnh lạnh là quý vị tiểu hoài đó, là thận của mình nó bị yếu, nó bị suy. Đó, thì uống thuốc này vào nó sẽ hạn chế tiểu đêm lại và hết tiểu đêm, và nó sẽ giúp cho quý vị, nó trị gốc cho quý vị là tăng cường chức năng của thận và bổ thận đó. Cái hộp thuốc này có tác dụng gì đó thì ở trong đây nó có hướng dẫn, nó có thành phần, nó có thành phần, nó có hướng dẫn, nó có cách điều trị, nó có cách đầy đủ cho quý vị trong cái lọ thuốc này hết. Quý vị yên tâm ha, có tiếng Việt Nam cho mình hết, mặc dù là thuốc bắc, thuốc của kết hợp đó. Tiếp theo là cái lọ thuốc này là cái lọ thuốc máu nhiễm mỡ. Lọ thuốc máu nhiễm mỡ này thì quý tôi sẽ đi sẵn cái vấn đề, ví dụ như ở đây là một cái cọng gân máu của chúng ta bị nhiễm máu, máu nhiễm mỡ, nó bị mỡ, nó bị 1/3, thì chúng ta sẽ có những căn bệnh là co giật nè, khó thở nè, nó huyết áp nè đó.
Thì khi mà chúng ta không có thấy cái tác động gì ở ngoài, nhưng ta lo uống thuốc khác không mà. Tới lúc mà máu của gì ăn chất béo nhiều quá, máu nó nhiễm, mà mỡ nó lên đóng chặn cái ống máu của vị lưu thông nè, đóng 2/3. Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái cảm giác là sẽ bị choáng váng, là máu nó đi lên không kịp, xây sẩm mặt mày, tê tay tê chân, nhức mỏi đó, rồi gây ra những cái bệnh là tai biến mạch máu não, giống như những thời tiết nóng, những thời tiết lạnh, quý vị nằm ngủ sáng thức dậy quý vị tự động cho mình mấy cái nó đơ hết bên, khám bác sĩ nói là bị tai biến mạch máu não, bán thân bất tội đó, hoặc là dẫn đến tử vong luôn, đột tử, đó là cũng do máu nhiễm mỡ gây ra. Cho nên máu nhiễm mỡ này rất quan trọng, bà con nên mua một hộp hai hộp bà con uống để xem máu mình nhiễm mỡ cấp độ mấy và để mình điều trị cho nó thích hợp. Ở đây Quốc Tạo cấp độ 4, Quốc Tạo đi khám đó, Quốc Tạo uống tổng cộng là 4-5 hộp, hiện giờ đang uống hộp thứ 5, thì Quốc Tạo khám lại là không còn nữa, Quốc Tạo sợ, Quốc Tạo đi uống tiếp tục lại một hộp nữa, nhưng mà uống giãn cách ra. Đó thì bà con xem tình hình của mình bệnh như thế nào, lắm lúc mình ưa có bị say sẩm mặt mày nè, là mình đừng có lo đi uống thuốc say sẩm mặt mày không à, uống thuốc thiếu máu không à. Nhưng thật sự ra chúng tôi mập bự vậy nè, mà sao mà thiếu máu quý vị, là có nghĩa là máu chúng ta không có lưu thông lên, chứ không phải là thiếu máu. Cái tướng mập mà sao thiếu máu là chúng ta bị máu nhiễm mỡ, nó lưu thông không lưu thông lên được cái phần não chúng ta, làm cho chúng ta bị nhiều cái chứng bệnh như là choáng nè, hoa mắt nè, nhức đầu nè, nó rồi buồn nôn nè, nó rồi say sẩm mặt mày, đó là những cái bệnh. Quý vị tìm hiểu lại coi tại sao máu chúng tôi mạnh khỏe hay gì mà thiếu máu não sao được quý vị, đúng không? Quý vị phải cân nhắc chuyện đó. Rồi cái cuối cùng là cái sản phẩm này chúng tôi mới vừa nhập về, là ở đây là có nhiều cô bác đã nói với Quốc Tạo là em có những cô bác nữ đó, thì em có những cái bệnh mà của phụ nữ không. Quốc Tạo nói là Quốc Tạo trước khi làm cái gì là Quốc Tạo đều phải lấy thuốc đó về hỏi bên nhà thuốc, thuốc nào mà tốt nhất, rồi thuốc nào mà giá cả cho nó hợp lý, rồi thuốc nào là nhiều người tiêu dùng, và nhiều người tiêu dùng tức là thuốc đó tốt. Và Quốc Tạo đem về, Quốc Tạo chưa có thỏa mãn nữa, phải nhờ gia đình mình dùng thử xem như thế nào, nhờ người thân mình dùng thử. Thì qua một tháng chờ sử dụng thì thuốc này rất là thành công. Trong hộp thuốc này đó là 60 viên, xin phép được mang mắt kiến vô đeo tại chữ nó hơi nhỏ quá. Thì thuốc này là của chị em phụ nữ nha. Thuốc này là tên là Phụ Thanh Nang Năng Động. Thì Quốc Tạo sẽ đọc thành phần, thì Quốc Tạo xin không đọc ha, chỉ nữa bà con về bà con đọc sau nha. Còn công dụng là hỗ trợ và điều trị bệnh luôn. Huyết trắng, thì chị em là phụ nữ là có những căn bệnh nào trong đây, huyết trắng, các chứng ngứa âm đạo, khí hư màu trắng đục, màu xanh hoặc màu xám, thì những chị em nào những mắc căn bệnh đó, và nó sẽ điều hòa khí huyết, điều hòa cái kinh nguyệt của mình luôn. Phụ nữ bị khí hư bạch đới, hoàng đới do nguyên nhân nhiễm trùng, núm da âm đạo, viêm nhiễm mạc tử cung và tử cung lồng dẫn chứng dây chằng, đó là tiếp tục tới là phụ nữ bị rối loạn nội tiết, tiết nhiều hoặc quá ít, nội tiết tố tiếng Anh gì đó. Thì ở đây Quốc Tạo xin đọc sơ cho bà con nghe thôi. Và ở đây thì cái công ty này cũng đã báo với Quốc Tạo là những cái căn bệnh của phụ nữ là đều nằm ở trong đây hết, giống như là bị nói thông thường, cái câu thông thường là bị sa tử cung, rồi bị huyết trắng, rồi bị núm ngoài da, viêm âm đạo vân vân. Thì ở hộp thuốc này sẽ đáp nhu cầu cho bà con nào mà kinh nguyệt không đều, nó ưa đau bụng nó thì cũng hợp dụng một thuốc này cũng vẫn được ha. Bình thường hộp thuốc này là chỉ tất cả cho chị em phụ nữ nha, bên cái phần đó. Thì ở đây nếu mà bà con nào có điện lại Quốc Tạo sẽ tư vấn thêm đó. Còn hộp thuốc này thì ở trong đây để là 60 viên đó, sau một lọ 60 viên. Thì ở đây là một ngày uống 2 lần, một lần uống là 2 viên ha. Rồi bà con có cần thì nhu cầu thì tranh thủ nhanh điện đi Quốc Tạo, đang chịu Quốc Tạo đặt hàng cho bà con ha. Còn hộp thuốc này thì Quốc Tạo đã test rồi, uống rất là thành công luôn. Nhất là cái bệnh huyết trắng với cái bệnh mà kinh nguyệt không đều đó, là uống thuốc này là rất thành công. Còn những sản phẩm nào đã bán đã nói cho bà con hết rồi, thì những sản phẩm này là thuốc của Tỷ Cơ 5 màu trị nóng sốt, nhức đầu, ho chúng tôi tặng, máy hát dạ, máy niệm Phật chúng tôi tặng.
Máy hát giảng chúng tôi tặng của Quốc Thành. Số điện thoại Quốc Thành là 0463044424. Xin lặp lại, 0463044424 của cư Quốc Thành. Thì bà con điện cho Quốc Thành, tức là con Quốc Tạo, bà con qua đó để xin máy này ha. Quốc Thành nó cho, Tạo không có cho cái phần máy này. Rồi còn cái phần Quốc Tạo tặng cho bà con, tức là kinh giảng của Đức Thầy. Đây, giảng kinh của Đức Thầy. Và cái cuốn này là cuốn giảng xưa với bóng cội tùng. Đó, thì còn hai cuốn này. Giảng thì đầy đủ trọn bộ cho bà con. Cuốn Tôn Chỉ Hành Đạo dạy cúng luôn, cuốn nhỏ đó, có cho bà con đầy đủ ha. Rồi còn ở trên đây thì hình thầy, củ quyền, chân dung thầy, rồi tam bảo, rồi sáu chữ đầy đủ. Bà con tặng gì thì liên hệ. Thì video cũng dài, trước khi kết thúc nơi đây thì Quốc Tạo cũng không quên nói với bà con là thời gian gần đây thì có nhiều bà con dùng thuốc Quốc Tạo đã hết bệnh rất là nhiều, tỷ lệ chiếm lên tới 80% rồi, có nghỉ uống rồi. Thì còn những cái người mới mua lại nhà để phục vụ lại thì Quốc Tạo nghĩ rằng đó là Quốc Tạo là cái người mà đã để ở đây để thực thi làm theo lời dạy của thầy. Mà Đức Thầy có cho biết là người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho bá tánh chúng dân được nhờ. Thời xưa có ngũ duyên kỳ, học tài thao lược giúp thì cho dân. Còn Quốc Tạo là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Thì ở đây Quốc Tạo cũng có được biết được, hiểu được những cái gì mà nên làm và không nên làm. Thì bây giờ hiện giờ bà con dùng thuốc Quốc Tạo rất thành công, thì Quốc Tạo cũng rất là mừng. Có nhiều người còn nói Quốc Tạo là có sứ mệnh, có bàn tay phục dược nữa. Thì Quốc Tạo sẽ không dám nhận cái phần đó, nhưng mà mong rằng Quốc Tạo đưa thuốc đến bà con, bao nhiêu thuốc thì bà con dùng hết bệnh, bà con cúng kiến, bà con lại, bà con đi chùa thì phước đức đó Quốc Tạo được hưởng. Còn Quốc Tạo dùng số tiền lời ít oi của bà con, Quốc Tạo sẽ làm chẳng điều của quyền, Quốc Tạo gửi đi ra ngoài Bắc, ngoài nơi ngập lụt, cứu trợ đồng bào. Và Quốc Tạo giúp cho những người hoạn nạn khó khăn nơi ranh giới thì phước đức đó thì cũng chia với bà con. Thì Quốc Tạo xin kết thúc nơi đây. Thì kết thúc thì Đức Thầy có cho biết là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà con nhớ điện lại không được thì bà con nhắn tin, thì bà con cứ điện gieo một cái đi, Quốc Tạo sẽ điện lại cho bà con. Quốc Tạo rất là bận ha. Bà con điện được thì bà con nhắn tin ha. Rồi xin chào bà con. Hiện giờ thì bà con coi clip này thì Quốc Tạo đã nâng cấp lên thêm một cái vị thuốc nữa là vị thuốc của phụ nữ ha, là huyết trắng ha. Và những